vậy? Tên tên tên. Ai mua kẹo mút không mày? Chú đánh cho con kẹo mút đi. Mẹ lên ha là. Thôi đùa thôi, bẩn rồi ai đâu mà ăn. Kẹo của mình. Ăn cái mốc này hai đứa ơi. Hồng quá. Kẹo mút thơm ngon mời bạn ăn nha. Tôi đây không chờ bạn nữa, giờ tôi ăn liền.